Đây các bạn, hiệu số này, camera gia đình chỉ đích danh là cái số điện thoại này. Ai là chủ sở hữu của số điện thoại này? Đấy, thương hiệu Viettel Money đây, nó bảo của Mỹ Yên. Xong rồi kêu Google cướp đất cướp nhà. Sợt ở trên số 78 Đức Tân, Đức Mạnh, Đắc Minh, Đắc Long, coi bao nhiêu cái Google đang di chuyển ở đây. Quảng trường Đức Lập về đây cướp đất à? Hả? Hay là quản lý đô thị về đây cướp đất? Hả? Đây sơn đêm coi bao nhiêu cái con Google đang nằm ở vị trí này. Đấy. Còn thằng nào ở Mỹ Yên nhá, hay ở xã Đoài nhá, hay là ở huyện, hay ở trên tỉnh Đắk Nông nhá, ở huyện Đắk Minh hay trên tỉnh Đắk Nông nhá, bảo tao không biết Google thì bước xuống đây nhá. Tao nói cho bọn mày biết nhá, mày xóa hết những cái đánh giá, những hình ảnh của tao ở chợ Đắk Minh. Mà chợ Đắk Minh đang ở cái địa chỉ 78 Đức Tân, Đức Mạnh, Đắk Minh, Đắk Nông đấy. Bước xuống đây, thằng nào cán bộ nào, tổ chức nào, doanh nghiệp nào, bước xuống đây. Hay là thằng 88 Trần Hưng Đạo Viettel, bước xuống đây. Mà chúng mày vớ vẩn à, tiền giải thưởng của tao mẹ chúng mày chưa chắc nhau à? Không rồi bêu xấu rồi, vợ ảo, đất ảo, nhà ảo. Rồi giả lập camera gia đình ở nhà nghỉ, khách sạn, lên chùa, dỗ đủ mọi thứ, chơi bời, lêu lổng ở nguyên cái huyện này, khắp mọi nơi. Rồi dùng các thiết bị công nghệ cao, không biết lấy từ đâu, giả lập mà đến nỗi công an xã, công an huyện ngồi im không làm gì, cả công an tỉnh. Trong khi là sở văn hóa với cả trên Google chuyển đổi số thì đã bị di chuyển về ngay chỗ điện lực Đắk Minh, một đống Google đó rồi, cả hơn một năm rồi không làm. Giờ đại diện pháp luật có làm không, hay để chiều nay tôi đăng luôn tiếp, làm ngay lên, chuyển hết mọi thứ cho tôi, để cho thương hiệu số như vậy à, duy nhất của cả nước ấy. Đó là từ đơn giản cho những người hiểu. Đây chủ sở hữu đây, bộ ngành nào liên quan giải quyết nhanh nhá, kể cả đường bộ giao thông gì đấy, lấy đi giả lập lung tung